Và xin kính chào tất cả các quý thầy cô, các anh chị và các bạn đang có mặt trong một phòng Zoom của một buổi sáng chủ nhật rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Vâng, và như các thầy cô cũng đã biết là trong chủ nhật tuần trước thì chúng ta cũng đã được nghe cái phần chia sẻ của cô Nguyễn Châu Linh về với chủ đề là thư viện trong năm thân tâm tuệ. Và rất là nhiều các câu hỏi của các quý thầy cô, các anh chị đã khi mà được nghe chia sẻ về cái ý tưởng của thư viện này thì đã đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và em nhớ rằng hôm đó là đến 7 rưỡi mà chúng ta vẫn còn một cái số lượng người đến gần 600 người vẫn còn ngồi lại để đặt ra những cái câu hỏi, để háo hức muốn được tìm hiểu. Vậy thư viện này thì sẽ là như thế nào và làm thế nào để tôi có thể chung tay, tôi có thể cùng với cả thư viện để tạo nên cái di sản tri thức của người Việt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để được giải đáp cái câu hỏi này. Vâng, và hôm nay là một cái chương trình rất là tuyệt vời với sự xuất hiện của cô Nguyễn Châu Linh, CEO của tập đoàn Hành Trình Kim Cương, cùng với các đội ngũ chuyên gia cố vấn để cùng chia sẻ với chúng ta cái câu chuyện về cái hành trình Kim Cương, hành trình để cho chúng ta có thể kiến tạo, chúng ta có thể tạo nên cái di sản tri thức của người Việt như thế nào. Và bây giờ thì em xin phép được trân trọng kính mời cô Nguyễn Châu Linh, CEO của tập đoàn Hành Trình Kim Cương ạ. Xin được kính mời cô. Cảm ơn chị Mai. Em xin kính chào thầy Thái, chào cô Mai cùng tất cả các thầy cô, các anh chị ở trong phòng Zoom sáng nay. Không biết mọi người có nghe Linh rõ không ạ? Dạ, nghe rõ cô Linh. Vâng. Đây là lần thứ ba thì Linh đã đồng hành cùng với cộng đồng SE và Linh rất là vui vì được gặp lại các thầy cô, các anh chị ở trong phòng Zoom. Thì không biết là ở đây thì ai đã gặp Linh bao nhiêu lần rồi thì cho Linh xin số lần vào trong ô chat nhé. Để mình xem là mình ok rồi, có rồi, Linh thấy có rất là nhiều người đã gặp Linh đến 3 lần thì chứng tỏ rằng là mọi người rất là chăm chỉ và không có bỏ một cái buổi nào chia sẻ của thầy Thái, phải không ạ? Rồi cho Linh hỏi thêm là ở trong Zoom mình ý, có những ai đã tham gia chương trình chia sẻ cô Đậu Quyên ạ? Và nếu mà mọi người tham gia chương trình chia sẻ cô Đậu Quyên thì không biết là mọi người có biết tên hai cuốn sách mà cô Đậu Quyên viết rất là hay không ạ? Nếu mà mọi người biết thì cho Linh xin thông tin vào ô chat ạ. À, rồi, Hôn Nhân Độc Bản. Dạ, còn cuốn nữa là gì ạ? Dạ, đúng rồi, là Phụ Nữ Độc Bản. Thì cả nhà cho Linh hỏi là vì sao có chữ độc bản không ạ? Mọi người có biết vì sao lại là độc bản không? Tại sao lại là hôn nhân độc bản? Tại sao là phụ nữ độc bản? Mình cũng có thể là có gì nhỉ? Nam giới độc bản cũng có đúng không ạ? À, là duy nhất là kim cương độc bản. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì như vậy là chúng ta khẳng định một điều rằng là gì? Tất cả chúng ta đều là kim cương độc bản, phải không ạ? À, độc bản có 102. Đúng rồi. Vâng. Rồi, thế sau đây thì Linh sẽ xin phép sẽ được chia sẻ màn hình về cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau ngày hôm nay. Đó thì đầu giờ thì chúng ta cũng đã thấy là thầy Thái chia sẻ rất là nhiều về cái câu chuyện về của hành trình kim cương. Đó thì tên của dự án thư viện trăm năm và là được tập đoàn Hành Trình Kim Cương xây dựng, thì cái trong cái cụm mà hành trình kim cương này nó chính là hành trình của người kim cương đấy, và mỗi chúng ta thì đều là những viên kim cương độc bản đấy. Do vậy thì bạn chính là viên kim cương độc bản đó. Thế thì bạn đã viết lại câu chuyện về hành trình kim cương của mình chưa? Đó, và kim cương thì có câu chuyện của kim cương. Thế như thầy đã chia sẻ là cái cấu trúc của kim cương là carbon và đã gắn kết với nhau như thế nào đấy, phải rèn rũa ra sao thì mới ra được kim viên kim cương tỏa sáng. Thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ với mọi người một cái video ngắn về hành trình của viên kim cương, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Linh đã trải qua một hành trình dài từ sâu thẳm trong lòng đất tồn tại hàng trăm triệu năm. Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của viên kim cương này.
Không gì có thể độc đáo và quý hiếm hơn một viên kim cương, bởi vì thiên nhiên không còn sản sinh ra kim cương nữa. Kim cương tồn tại trước loài người hàng trăm năm, thậm chí chúng còn xuất hiện trước cả loài khủng long. Câu chuyện của những viên kim cương bắt đầu ở độ sâu 200 km bên dưới bề mặt trái đất, chịu đựng áp lực và nhiệt độ cao khủng khiếp đến mức đá cũng phải tan chảy. Các nguyên tử carbon kết hợp lại với nhau theo một cách rất đặc biệt và trở thành những tinh thể đẹp tới mức kinh ngạc. Viên kim cương này có độ tuổi hơn 350 triệu năm. Những vụ phun trào núi lửa cổ đại đã đẩy những viên kim cương lên gần với bề mặt trái đất, nơi con người có thể tìm ra chúng. Kim cương thậm chí còn được tìm thấy trong những vùng nước băng giá ở các con sông và hồ của Yakuti. Những ngày đàn đặc biệt được sử dụng để khai thác kim cương từ đáy nước sâu. Chúng tôi đã phải xử lý một khối lượng quặng rất lớn để tìm ra viên kim cương này và hé lộ tiềm năng biến nó trở thành một tác phẩm trang sức tuyệt hảo. Trọng lượng là một trong những thông số cơ bản của một viên kim cương. Nó được tính bằng carat. Thuật ngữ cổ này bắt nguồn từ tên của cây cà rốt cách đây hàng trăm năm. Quá trình cắt viên kim cương này đòi hỏi khoảng thời gian lên đến 90 ngày. Chế tác kim cương là một nghề thủ công tỉ mỉ, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng thành thạo. Một thời chế tác kim cương có thể trở thành nghệ nhân trong vòng 10 năm. Chỉ có quá trình gọt giũa chính xác mới có thể bộc lộ hoàn toàn vẻ đẹp của một viên kim cương. Màu sắc của một viên kim cương được tạo nên bởi sự kết hợp của các sắc độ do các tạp chất khác nhau gây ra. Viên kim cương này đạt cấp độ D, cấp độ cao nhất. Điều đó có nghĩa là nó hoàn toàn vô sắc. Độ tinh khiết của kim cương cũng ảnh hưởng tới độ sáng chói của nó. Một viên kim cương càng ít khiếm khuyết, độ sáng của nó càng rực rỡ. Viên kim cương này có độ tinh khiết là IF, đây là cấp độ cao nhất, chỉ được đặt cho những viên kim cương đẹp không tì vết. Viên kim cương này được mang đến thế giới nhờ Aros, nhà sản xuất kim cương dẫn đầu thế giới về sản lượng. Hành trình của chúng tôi đã khép lại tại đây, nhưng cuộc phiêu lưu của viên kim cương này vẫn còn tiếp tục. Nó có thể đến với những con người mới và trở thành một phần trong câu chuyện cuộc đời của họ, hoặc đánh dấu cột mốc trọng đại của một khoảnh khắc đặc biệt, hoặc có thể ánh sáng của nó sẽ là biểu tượng cho buổi bình minh của một cuộc đời mới. Viên kim cương của bạn sẽ kể câu chuyện gì? Rồi, một đoạn video ngắn về hành trình của một viên kim cương. Các anh chị thấy video này có hay không ạ? Không biết là các anh chị đã xem video này trước đây chưa? Lần đầu tiên khi Linh xem được video này, Linh cảm thấy rất là chạm. Mình nhìn thấy cái hành trình của một viên kim cương, mình cảm thấy như có mình ở trong đó. Mình thấy rằng đây là một cái hành trình từ một viên kim cương thô đấy, và để trở thành một viên kim cương tỏa sáng nó phải trải qua một cái quá trình rất là đau, rất là gọi là khó khăn. Nó giống như cuộc đời của mình ấy, giống như thầy chia sẻ với chúng ta, để chúng ta trở thành kim cương thì chúng ta phải có một cái quá trình rèn giũa rất là nhiều đấy, và với những cái trải nghiệm trong cuộc sống như vậy, trong công việc như vậy, và những cái nỗi đau mà chúng ta phải trải qua, nó giống như cái định mệnh mà chúng ta phải đối mặt. Thì đấy là một trong những cái lý do vì sao mà Tập đoàn Hành Trình Kim Cương muốn xây dựng cái dự án thư viện trăm năm thân tâm tuệ đấy, để giúp cho mỗi viên kim cương độc bản của chúng ta sẽ có một cái quá trình rèn giũa, cái quá trình mài để là sao chúng ta được tỏa sáng. Thì nó cũng là cái triết lý nền tảng để mà xây dựng lên cái dự án này. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình thì chúng ta chính là gì, những viên kim cương độc bản.
và ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Nếu ngọc không mài thì không thể sáng được, mà chúng ta không thể học thì chúng ta cũng không thể thành người được đấy. Và bản chất của chúng ta là nhân chi sơ tính bản thiện, đúng không? Ai sinh ra đều là những cái em bé rất là trong veo, trong trẻo, ngây thơ, ngay thẳng, chính trực đấy, rất là thanh tao đó. Thế và chúng ta là người thì chúng ta là người Việt Nam, và người Việt Nam của chúng ta rất giỏi, nên chúng ta có quyền tự hào về điều đó. Thì đây là những cái triết lý mà DGC, mà tập đoàn Hành Trình Kim Cương đã đưa vào để xây dựng lên một cái dự án. Và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những cái điều này đang hội tụ ở trong cái logo của tập đoàn Hành Trình Kim Cương. Và điều đặc biệt của Thư viện Hành Trình Kim Cương là gì? Lúc đầu khi mọi người tiếp cận dự án thì mọi người thấy có vẻ như nó giống như một cái thư viện thông thường. Rồi có người thì thấy rằng nó giống như một trang e-learning trực tuyến đấy. Rồi có người thì thấy rằng là đây nó giống như là một cái mô hình, một cái thư viện số mà mọi người cũng thường hay nghĩ tới, nó rất là thông thường. Nhưng đây là cái mô hình nó hoàn toàn rất là đặc biệt mà tập đoàn Hành Trình Kim Cương đã xây dựng cho để phục sự cho cộng đồng. Đó là cái thư viện 100 năm, nó sẽ là từ 0 tuổi cho đến thì 100 tuổi, và đây là một cái hành trình để khép trọn cái vòng nhân sinh của chúng ta. Đó thì cái kho thư viện được chia làm 6 kho. Thì cái kho đầu tiên là từ 0 đến 6 tuổi thì đây chính là giai đoạn chúng ta gì? Sống và yêu thương. Đó thì cái nguyện lớn nhất của dự án là gì? Mong muốn những người trưởng thành chúng ta đấy sẽ thì yêu trong tỉnh thức, kết hôn trong tỉnh thức, và thì chúng ta sẽ thì sinh con trong tỉnh thức, và mong muốn những đứa trẻ được sinh ra là kết tinh tình yêu của ba mẹ đấy, và được thì sinh ra trong yêu thương, được sinh ra trong trách nhiệm đấy, thì những đứa bé đó chắc chắn sẽ là gì? Những đứa bé hạnh phúc, và đấy là sẽ là những cái mầm tương lai của đất nước đó. Rồi đến cái hành trình thứ hai là toán độ từ 6 đến 12 tuổi đó, thì lúc này sẽ là sống và cười đấy, là mong muốn mang lại cho các con thì giữ gìn cho các con được đúng với tuổi thơ, được sống với chính tuổi thơ của mình đấy, và được yêu thương, được phát triển những cái giá trị cốt lõi ở trong cái độ tuổi đó. Và đến cái kho thứ ba là từ 12 đến 18. Đây là cái hành trình các con sẽ sống và các con sẽ học tập. Đấy, học các kỹ năng cứng, học các kỹ năng mềm, học kiến thức. Đó, và bắt đầu định hình cái câu chuyện là hướng nghiệp. Đấy thì chúng ta không phải đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học mới hướng nghiệp đâu ạ, mà chúng ta đã phải hướng nghiệp từ rất sớm. Thì chúng ta phải quay về để thấu hiểu cái bản thân, thấu hiểu những cái điểm mạnh, điểm yếu. Đấy, để chúng ta tìm ra được cái con đường phù hợp của chúng ta đi thì chúng ta sẽ không phải hối tiếc. Đấy, và cái hành trình tiếp theo là hành trình từ 18 cho đến 50 tuổi. Đây là cái hành trình chúng ta sống và chúng ta làm việc. Đây sẽ là cái hành trình mà vất vả nhất để chúng ta bắt đầu là mài giũa cái viên kim cương thô của mình. Tại vì chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn rồi. Thế thì như vậy ở đây chúng ta phải trang bị những kỹ năng gì, những kiến thức gì đấy trên cái hành trình này, và chúng ta phải phát triển thân thế nào, tâm thế nào, tuệ thế nào. Giai đoạn này thông thường sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ nghĩ rằng là mình sung sức nhất, mình khỏe nhất và mình chủ quan nhất. Đó, thì chúng ta lại không để ý đến cái phần sức khỏe. Chúng ta lao đầu cho công việc. Đấy, rồi quay lại thì chúng ta thấy gia đình của mình không có yên ấm. Đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải cân bằng giữa cuộc sống, công việc. Và đến cái hành trình tiếp theo là từ 50 cho đến 100 tuổi. Thì đây là giai đoạn chúng ta sống và chúng ta phải để lại di sản. Đấy, thì ở đây tại sao nó lại ở cái mốc 50? Mình đã đi được hành trình nửa đời người rồi. Lúc này là chúng ta bắt đầu có con là trưởng thành. Rồi chúng ta cũng có thể là cháu, là lên ông, lên bà, và đóng nhiều vai trò khác nữa. Thì cái câu chuyện chúng ta phải kết nối thế hệ. Đó, chúng ta phải gì? Chuyển giao, phải kế thừa. Đấy, và phải đóng gói. Chúng ta không có điều gì hối tiếc cả đấy. Và cái kho thứ 6 trên thư viện chính là cái kho về khởi nghiệp và lãnh đạo, và chúng ta phải luôn gì tỉnh thức trong thế giới ảo. Và cái điểm đặc biệt của thư viện nó không chỉ dừng ở 6 kho tài liệu được phân tích rất là kỹ, được sắp xếp rất là logic và khoa học, và hội tụ được rất là nhiều các học giả, các chuyên gia, các nhà đào tạo
để xây dựng cái nội dung cho thư viện. Bên cạnh đấy thì thư viện và dự án của Hành Trình Kim Cương còn xây dựng dựa trên một cái chu trình 5 chữ E. Đấy, chữ E đầu tiên là cái e-coaching, là chúng ta sẽ khai vấn. Trước khi chúng ta vào học, chúng ta cần phải khai vấn đã. Chúng ta phải là chính mình đã, chúng ta phải thông minh cảm xúc đã, rồi chúng ta mới biết là chúng ta nên học cái gì. Đấy, để tránh chúng ta sẽ chạy theo cái xu hướng của thị trường, cái xu hướng của xã hội và những cái chương trình quảng cáo. Chúng ta phải luôn tỉnh thức. Chỉ khi chúng ta tỉnh thức thì chúng ta mới dẫn dắt được là con em chúng ta nên học cái gì, nên phát triển bản thân như thế nào. Đấy, thì cái chữ E thứ hai sẽ là cái e-learning. Bởi vì đây là cái kỷ nguyên số nên chúng ta cũng không thể đi ngược lại cái xu hướng đấy được. Đấy, và cái chữ E thứ ba là gì? Trên quá trình bạn học tập và phát triển thì bắt đầu là chúng ta sẽ có, bắt đầu cái viên kim cương của chúng ta bắt đầu hé lộ những cái ánh sáng lấp lánh dần. Thì chúng ta cũng sẽ cần những cái người đồng hành ở bên cạnh chúng ta đấy, để hỗ trợ chúng ta. Thì Hành Trình Kim Cương là luôn sẵn sàng ở bên cạnh bạn. Đấy, sẽ giúp bạn đóng gói cái sản phẩm của bạn, đóng gói thương hiệu của bạn, đóng gói nhân hiệu của bạn. Đấy, và sau đó sẽ giúp bạn đến cái chữ E thứ tư là giúp bạn tỏa sáng. Đấy, và cái chữ E thứ năm là chữ E gì? E-harvesting, nó chính là cái giai đoạn chúng ta sẽ gì? Thu hoạch, hay gọi là gì? Chúng ta gieo một quá trình rồi thì bây giờ sẽ là cái giai đoạn chúng ta gặt. Đấy, và đây nó là một cái chu trình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cuộc đời của chúng ta, nên chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực và ngừng học tập cả. Đó. Thì đây là cái điểm khác biệt trong cái dự án thư viện trăm năm thân tâm tuệ mà do tập đoàn Hành Trình Kim Cương xây dựng. Và mọi người chắc chắn là cũng đang rất là tò mò là không, là ngoài Linh ra thì có những ai đồng hành cùng với Linh, chứ chắc chắn là một mình Linh thì không thể nào mà xây dựng một cái dự án lớn như thế. Thì sau đây Linh xin giới thiệu là tiến sĩ Đỗ Vũ Phương Anh, đang là chủ tịch của tập đoàn Hành Trình Kim Cương. Chị hiện nay cũng đang là phó chủ tịch và phó tổng giám đốc của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji. Thì Doji là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ ba của Việt Nam và cũng nằm trong top 700 là doanh nghiệp tư nhân gia đình lớn nhất thế giới. Đấy, và bên cạnh đấy thì có Linh là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Hành Trình Kim Cương. Thì hiện nay Linh cũng đang là phó tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư Asia Dragon. Và bên cạnh đó còn có chị Nguyễn Thị Anh Thư, cũng đang là phó chủ tịch và kiêm phó tổng giám đốc của tập đoàn Hành Trình Kim Cương. Và bên cạnh đó thì Hành Trình Kim Cương có một đội ngũ cố vấn rất là hùng hậu, và chúng ta có thể nhìn thấy những gương mặt rất là thân quen. Đầu tiên là Linh giới thiệu là có thầy Nguyễn Công Thái, là cố vấn chiến lược trong mảng kinh doanh của tập đoàn Hành Trình Kim Cương, và đây là một cái điều rất là vinh hạnh cho tập đoàn Hành Trình Kim Cương khi được thầy đồng hành. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có tiến sĩ Bùi Quang Tuyến là cố vấn chiến lược. Thì hiện nay anh Tuyến đang là giám đốc của bên Học viện Viettel, và một gương mặt rất là xinh đẹp là chị Bùi Thị Bạch Hải, là thạc sĩ luật, là cố vấn truyền thông của Hành Trình Kim Cương, và hiện chị đang là phó giám đốc nhà xuất bản Thanh Niên. Chút xíu nữa mình sẽ gặp lại chị Hải ở phần tiếp theo. Ngoài ra thì có anh Victor Nguyễn, hay là coach Nguyễn Thành Việt, là cố vấn chiến lược, cố vấn về nội dung, và anh là founder của Vietcoach. Ngoài ra mình có một nguyên một team công nghệ là đang xây dựng nền tảng web app cho Hành Trình Kim Cương. Rồi, và đây là bốn người phụ nữ quyền năng và xinh đẹp của chúng ta. Đầu tiên là cô Mai, cố vấn chuyên môn, đang là giáo viên của Đại học Sư phạm Hà Nội. Thạc sĩ Trần Kim Liễu cũng là cố vấn chuyên môn, cô đang làm việc tại Đại học Luật Hà Nội. Thạc sĩ Nguyễn Hải Bình là cố vấn chuyên môn, cũng là sáng lập và là giám đốc tài chính của công ty Genius. Và có thạc sĩ Bình Minh cũng là cố vấn chuyên môn và cũng là đồng sáng lập của Genius, cũng là người điều hành của công ty giáo dục Genius. Vậy thì tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và cái giá trị phụng sự của tập đoàn Hành Trình Kim Cương như thế nào mà thầy Thái đã nhắc với chúng ta lúc đầu là
rất là gì khớp với những cái sứ mệnh tầm nhìn của SE. Thì sứ mệnh của tập đoàn hành trình kim cương chính là kiến tạo nền tảng, kết nối tinh hoa và phụ sự cộng đồng. Đấy, và điều này thì rất là giống với SE của chúng ta, phải không ạ? Và thứ hai là về tầm nhìn, thì hành trình kim cương sẽ trở thành hệ sinh thái tri thức Việt tinh hoa và cân bằng. Có cái điểm đặc biệt ở đây Linh muốn chia sẻ với mọi người là hệ sinh thái tri thức thì rất nhiều, nhưng làm sao để xây dựng được một hệ sinh thái tri thức nhưng tinh hoa và cân bằng, cái điều đó đó thì rất là quan trọng. Về giá trị cốt lõi, hành trình kim cương lấy đúng chữ kim cương trong tiếng Anh để xây ra 7 giá trị cốt lõi, đó là không ngừng phát triển, luôn luôn sáng tạo và liên kết với tất cả các đối tác có cùng hệ giá trị. Đấy, và tất cả những giá trị mà mình mang lại cho cộng đồng đều phải đo lường được. Và tất cả những điều chúng hành trình kim cương làm đều phải hướng đến những cái mục tiêu cụ thể và luôn nghiên cứu những tri thức mới, và trong một cái tâm thế là phải kiên định, phải vượt khó, luôn luôn lấy thành công của giai đoạn này để làm nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Và giá trị hành trình kim cương mang lại cho cá nhân, cho doanh nghiệp và cho xã hội là như thế nào? Với cá nhân thì sẽ giúp phát triển bản thân, kết nối yêu thương và bình an thịnh vượng. Với doanh nghiệp thì sẽ giúp các doanh nghiệp là tiết kiệm chi phí, kết nối kinh doanh và đẩy nhanh số hóa. Thì ở đây Linh dừng lại để chia sẻ một chút xíu tại sao là cái câu chuyện tiết kiệm chi phí. Bởi vì cái dự án này cũng được xuất phát điểm từ cái chính nhu cầu doanh nghiệp của bên công ty nhà Linh cũng như là bên công ty của chị Phương Anh cũng như là trong ban cố vấn. Mọi người đều mong muốn là xây dựng một cái thư viện cho gia đình mình, đều mong muốn xây dựng một thư viện cho doanh nghiệp mình. Nhưng bởi vì nếu mình xây một cái thư viện quá lớn mà cái số lượng người của mình nó cũng không phải là quá nhiều thì nó cũng là một cái sự lãng phí. Đấy, thế nhưng mà nếu mà mình không xây dựng thì nó lại là một cái thiếu. Nên là đấy là lý do vì sao mà gì mình nghĩ là thôi, bây giờ mình xây dựng luôn cho cộng đồng. Thì trong cái cộng đồng đấy cũng có cá nhân mình, cũng có gia đình mình, cũng có doanh nghiệp mình. Thì như vậy mọi người sẽ cùng chia sẻ trên cái nền tảng đó, mình sẽ được tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Và một doanh nghiệp chỉ có thể gì phát triển được nếu gì chúng ta phải tiết kiệm được cái chi phí, tiết kiệm được những cái ngân sách đấy để chúng ta tăng được cái lợi thế cạnh tranh lên và chúng ta đẩy mạnh được cái sức mạnh của nguồn nhân lực lên. Đó, thì đây cũng là cái điều mà tập hành trình kim cương mong muốn là mang lại không chỉ giá trị cho cá nhân mà cho doanh nghiệp, cho tổ chức và thậm chí là cho các trường học nữa. Và cái câu chuyện là sẽ kết nối kinh doanh, thế khi có nhiều doanh nghiệp, khi có nhiều tổ chức ở cùng trong một cái hệ sinh thái thì chúng ta cũng sẽ tương tác và hỗ trợ cho nhau. Đấy, và câu chuyện số hóa là cái câu chuyện là xu hướng của thế giới, của quốc gia. Đấy, thì như vậy là muốn làm được cái câu chuyện số hóa quốc gia, chúng ta phải số hóa tư duy của chúng ta trước. Đấy, và chúng ta sẽ số hóa thông qua cái việc học tập. Đấy là cái bước đầu tiên. Đấy, về còn đâu về cái giá trị mà phụng sự cho xã hội thì cái này là dựa theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 7 năm 1947. Đấy là hướng tới dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Đó, thì hành trình kim cương mong muốn rằng với dự án giáo dục này thì sẽ góp phần đã đẩy nhanh được cái giá trị đó. Và hành trình kim cương cũng đã xây dựng một chiến lược từ năm 2020 đến 2030, là một chiến lược trong 10 năm. Thì dành 2 năm đầu tiên để nghiên cứu mô hình thư viện trăm năm, rồi sau đó là xây dựng nền tảng web app cho thư viện và kết nối các tinh hoa. Thì như các anh chị thầy cô cũng đã thấy ở trong hội đồng sáng lập cũng như là hội đồng cố vấn, có rất là nhiều tinh hoa đã tham gia đồng hành cùng với hành trình kim cương. Và từ 2022 cho đến 2025 thì hành trình kim cương chính thức sẽ ra mắt và phủ 63 tỉnh thành, mong muốn được chạm từng ngõ ngách đấy của Việt Nam đấy, để cho tất cả các bạn, tất cả mọi người đều có thể là sử dụng được chung cái nền tảng, đều tiếp cận được cái nguồn tri thức tinh hoa đó. Và chúng ta sẽ đạt được 1 triệu user trong 4 năm này, và chúng ta cũng sẽ, mục tiêu chúng ta phải nằm trong top 100 các trang e-learning của thế giới. Bởi vì khi trong quá trình thực hiện cái dự án này thì Linh đã nghiên cứu thị trường cũng khá là nhiều,
Đấy, và khi search lên những cái trang e-learning của thế giới thì châu Á cũng làm chiếm một cái tỷ lệ rất là thấp thôi, chủ yếu là ở các trang của châu Âu. Đấy thì mình nghĩ rằng là câu chuyện Việt Nam mình cũng rất là nhiều người giỏi. À, thế thì tại sao chúng ta lại không có một cái trang học trực tuyến để có thể lọt vào trong top thế giới? Đó, thế nhưng mà điều này chỉ có thể đạt được khi mà gì? Chúng ta sẽ đồng thuận để cùng nhau xây dựng. Và bên cạnh đó thì mình cũng ứng dụng AI để nâng trải nghiệm của người dùng. À, và đến giai đoạn từ 2026 cho đến 2030 thì chúng ta cũng sẽ IPO, là đưa Hành Trình Kim Cương lên sàn chứng khoán, và chúng ta sẽ mở rộng đi 10 nước Đông Nam Á. Và chúng ta lúc này chúng ta sẽ mang tất cả những tinh hoa, hội tụ tinh hoa Việt xong rồi thì chúng ta sẽ mang, sẽ cùng nhau đi thế giới. Và đây là dự án là doanh nghiệp xã hội nên Hành Trình Kim Cương cam kết là 80% lợi nhuận của dự án là sẽ được đầu tư ngược lại cho các dự án xã hội, thì trong đó có dự án xây dựng viện thiếu niên tài năng. Đấy, và 2030 thì chúng ta mong muốn sẽ đạt được cái mốc là 10 triệu người sử dụng. Và trong quá trình 2 năm Hành Trình Kim Cương đã đạt được điều gì đấy, và cũng đã làm được những hoạt động gì cho cộng đồng cũng như là cái dự án trong tương lai. Thì tháng 10 vừa rồi thì giải Hành Trình Kim Cương đã lọt vào trong top 10 giải thưởng đổi mới sáng tạo ISTA của Hồ Chí Minh, và đây là một cái điều rất là vui. Ngoài ra thì DJC cũng xây dựng một loạt tất cả những cái chuỗi hội thảo tăng cường vaccine nội lực cộng đồng để hỗ trợ cho cá nhân cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong 6 tháng của 2021. Thì rất là nhiều các đơn vị đã đồng hành cùng với Hành Trình Kim Cương, trong đó tiêu biểu có thể nói đến KPMG là một trong 4 công ty tư vấn hàng đầu thế giới, hay là bên trường Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie thì cũng là công ty lớn của thế giới. Và bên cạnh đó thì trong 2022, Hành Trình Kim Cương cũng sẽ xây dựng cùng với Báo Doanh Nhân Sài Gòn một chuỗi 40 talk show về cuốn sách cuộc đời, đó cùng 40 doanh nhân đại diện cho 40 doanh nghiệp, và họ cũng chính là 40 tác giả ra đời 40 tác phẩm, và họ chia sẻ những hạnh phúc và nỗi đau, những thành công và thất bại của họ trên con đường khởi nghiệp. Đấy, thì cộng đồng SE cũng sẽ đồng hành cùng trong dự án này để lan tỏa cái văn hóa đọc, cái việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đấy, cũng như là cái việc mà chúng ta sẽ học hỏi để làm sao có thể đóng gói được cái cuốn sách cuộc đời của chính mình. Và bên cạnh đó thì Hành Trình Kim Cương cũng sẽ xây dựng cái giải thưởng thường niên là Cây Bút Kim Cương Việt. Và 2022 sẽ là năm đầu tiên với chủ đề vẻ đẹp tiềm ẩn trong kỷ nguyên số. Thì điểm đặc biệt của giải thưởng này đó là tất cả những người tham gia là từ 15 tuổi trở lên, là các bạn học sinh và sinh viên thì sẽ đại diện cho trường học, và các người đi làm thì sẽ đại diện cho doanh nghiệp để tham gia cái giải thưởng này, thì sẽ được 15 buổi đào tạo về phát triển bản thân cũng như phát triển về những cái kỹ năng truyền thông, kỹ năng viết content hiệu quả. Thì sau khi mà cái tham gia cái chương trình này rồi thì Hành Trình Kim Cương tin chắc một điều rằng là với trường học thì sẽ có một cái đội ngũ truyền thông rất là tốt, và với doanh nghiệp cũng sẽ xây dựng được một cái đội ngũ truyền thông nội bộ cho chính doanh nghiệp mình. Đấy, và tất cả những người tham gia thì đều hoàn toàn được miễn phí. Và như Linh có chia sẻ bên trên là Hành Trình Kim Cương cam kết sẽ dành 80% lợi nhuận để xây dựng Viện Thiếu Niên Tài Năng Việt, là các từ bắt đầu 15, từ 15 tuổi trở lên. Và cái mục đích để xây dựng cái viện này cũng là xây dựng đội ngũ kế thừa cho dự án thư viện trăm năm và các hoạt động thiện nguyện khác. Bây giờ Linh sẽ chia sẻ với mọi người về thư viện của chúng ta. Hiện nay thì thư viện đã có trên nền tảng số, là chúng ta đã có trên website và có trên app. Thì app chúng ta có trên nền tảng iOS và Android. Ngoài ra thì Hành Trình Kim Cương còn rất là nhiều những cái kênh truyền thông khác mọi người có thể nghe ở trên Spotify đó, hay là chúng ta có thể tương tác với nhau trên Facebook, vân vân. Và trong thư viện thì cái tài liệu được xây dựng đồng nhất về cấu trúc đó là chúng ta đều bắt đầu với cách để phát triển thân tâm tuệ. Với phần thân đấy thì chúng ta phải làm cách thế nào, cách để có được một cơ thể khỏe mạnh để chúng ta có cái thân khỏe. Rồi với cái phần tâm thì chúng ta phải có cái cách để có được một trái tim thiện lương.
Đấy, và với phần trí thì chúng ta phải làm thế nào để có được một trí tuệ minh tưởng thì là tuệ sáng. Và riêng trong cái kho khởi nghiệp và lãnh đạo tỉnh thức thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào vấn đề về tuệ sáng. Thân khỏe rồi, tâm thiện rồi. Đấy, nhưng nếu trên cái hành trình trăm năm của chúng ta không chịu học tập, không chịu tu dưỡng để cho chúng ta tường minh, đúng không, và tuệ sáng, thì chúng ta cũng sẽ không thể chuyển hóa được, chúng ta cũng không thể hạnh phúc và bình an được. Đó, và đây là một cái cấu trúc rất là chặt chẽ trong cái việc xây dựng tài liệu của thư viện, chứ không phải là một cái thư viện mà cứ có tài liệu thì upload lên. Nó là một cái hành trình cho các độ tuổi, và xuyên suốt từ 0 đến 100 tuổi thì chúng ta đều tập trung vào phát triển thân, phát triển tâm và phát triển tuệ, và chúng ta phải luôn là tỉnh thức. Để mà xây dựng phần tài liệu cho doanh nghiệp thì hành trình kim cương cũng nghiên cứu rất là kỹ về cái cơ cấu ngành đấy, để ra được cái cơ cấu nghề đấy, và kết nối các đối tác chiến lược lại để cung cấp cái nguồn tài liệu chất lượng mang tính ứng dụng cao đấy, để cho chúng ta khi sử dụng thì chúng ta có thể áp dụng được cho cá nhân, cho phòng ban, cho doanh nghiệp, cho tổ chức của chúng ta. Về cái bức tranh tài liệu lõi thì đây là những cái mảnh ghép tương lai, mà đây là những cái trụ, những cái kiến thức trụ cột. Đấy thì cái việc đầu tiên là hành trình kim cương sẽ ưu tiên cái việc là giúp mọi người là chính mình. Đấy, be you, đó, với cái thân tâm tuệ. Và sau đó mọi người sẽ giúp người khác là chính họ. Đó, và nên chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ là tương hỗ. Rồi sau đó thì chúng ta cần phải tập trung vào các kỹ năng mềm. Tập trung vào công nghệ, và chúng ta phải biết cách ứng dụng công nghệ một cách thông minh, rồi chúng ta phải biết cách truyền thông hiệu quả, rồi chúng ta phải nắm luật. Để chúng ta là công dân ở Việt Nam, chúng ta phải nắm luật của Việt Nam, chúng ta đi ra thế giới chúng ta phải nắm luật của thế giới, chúng ta vận hành doanh nghiệp thì chúng ta phải hiểu được cái luật doanh nghiệp, và đặc biệt nhất là luật nhân quyền. Đó, đấy là điều mà chúng ta cần phải dạy cho con cháu chúng ta từ rất là sớm. Rồi một cái mảng nữa, một cái trụ nữa là cái mảng về tài chính, thì chúng ta sẽ có tài chính cá nhân và tài chính của doanh nghiệp. Và chúng ta có một cái mảng quan trọng nữa, đấy là về khởi nghiệp. Đây là cái dự án mà thầy Thái đã dành rất nhiều công sức để xây dựng đấy. Và chúng ta có những cái nguồn tài liệu về quản trị và rất nhiều tài liệu khác nữa. Và hành trình kim cương rất là tự hào, bởi vì trong cái đội ngũ của hành trình kim cương có rất nhiều người tinh hoa, và tài liệu của hành trình kim cương cũng sẽ có rất nhiều tài liệu độc quyền. Ví dụ trong này mình có cái chọn bộ cẩm nang giao tiếp và lễ tân doanh nghiệp, thì bộ này là do tiến sĩ Đỗ Vũ Phương Anh đã triển khai, đã in ấn thành sách, và hành trình kim cương cũng thư viện cũng đã chuyển đổi thành các video đào tạo ở trên hệ thống, và nội dung của bộ cẩm nang này đã được ứng dụng thành công ở Doji và bên TP Bank. Đó thì trong đó nó có những cái nội dung, ví dụ như chúng ta phải giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc như thế nào, rồi thuyết trình trong công việc làm sao cho hiệu quả, hiệu quả và làm sao đàm phán kinh doanh, đó, vân vân. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có bí quyết xây dựng tổ chức học tập trên hành trình tri thức thời kinh tế số, thì bí quyết này đã được ứng dụng thành công ở tập đoàn Viettel, là do tiến sĩ Bùi Quang Tuyến đã viết, và sách cũng đã được in thành sách, rồi thư viện cũng đã chuyển đổi thành video cho các thầy cô các anh chị có thể sử dụng. Thì trong đó phải nói đến cái câu chuyện là chúng ta phải biết cái cách để xây dựng cái hành trình tri thức thời kinh tế số như thế nào, chúng ta phải phát triển năng lực đội ngũ ra sao, chúng ta phải vận dụng được cái tư duy năm làm của thời kinh tế số đấy. Và sau đây thì sẽ là phần tài liệu được cung cấp bởi các chuyên gia đấy. Thì đầu tiên phần này thì có chuyên gia của chúng ta ở đây, thì bây giờ Linh xin phép là sẽ được mời chị Mai sẽ chia sẻ về phần đóng góp của chị Mai trong thư viện trăm năm thân tâm tuệ. Em xin mời chị Mai ạ. Dạ, em xin được kính chào các quý thầy cô. Em xin được trở lại đây với vai trò chia sẻ của một chuyên gia đang làm cố vấn chuyên môn cho DJC. Và trước khi là chia sẻ về những cái gì mà chúng em sẽ, em và các cộng sự của em sẽ đóng góp vào DJC, vào cái di sản tri thức Việt này, thì em cũng muốn chia sẻ một chút về cái con đường mà em đã đến và đã yêu DJC như thế nào. Thực sự thì khi mà được
trò chuyện và được lắng nghe cái câu chuyện, lắng nghe cái ý tưởng của Châu Linh về về một cái thư viện trăm năm.